cô dâu. Đúng rồi, dâu phụ. Bụt mi là ông bụt. Ôi trời, nó có giật mình vậy trời. Đây, bây giờ quý vị và khán giả thấy rằng đêm nay là ngày đầu tuần, chúng ta vẫn đưa đến một chương trình khuyến mại là một chiếc xe của Enfa. Ngay từ bây giờ, Mỹ Lan và Ninia, mời quý vị và khán giả sẽ bước vào bên trong mua vé lô tô của vòng quay đầu tiên để chúng ta bắt đầu mở thưởng. Kính thưa toàn thể quý vị, và đêm nay chắc chắn cỡ nào đi nữa thì một chiếc của Enfa cũng sẽ được tặng cho khán giả thân yêu. Và rất mong mà cô mình thông qua mạng livestream hãy nhanh chân đến đây, chúng ta cùng tích lũy những tờ lá vé nhận xe để đêm nay ai sẽ là người may mắn nhận một chiếc xe mang về nhà làm kỷ niệm và lưu niệm. Chúng em xin mời thưởng tấm lá vé màu vàng có ký hiệu 139. Let's go. Và bây giờ vòng quay mở cửa mở cửa cho tất cả quý vị, xin chúc quý vị nhà may mắn nhất. Ta về nhà đón mừng hội xuân, hòa tung vui đất trên quê mình.
Trong một tờ lá vé để nhận về 2 phần quà. Xin được chúc mừng anh trai đã đoạt giải dòng lời đầu tiên ha. Kính mong bên dưới quý vị thương tình tham gia tham dự ủng hộ tiếp theo. Rồi, dòng lời đầu tiên số ký hiệu 139 dạ, đúng không rồi. 43 dự điểm. Dạ có 1. 59 có 2. 39 có 3. 13 dạ hợp lệ. Tờ lá vé hoàn toàn hợp lệ, quý vị mình không tin tưởng đại diện một người bên dưới lên kiểm tra trái banh và lòng cầu cũng như tờ lá vé. Còn nếu như quý vị đã tin tưởng, chúng em xin phép được trao tặng phẩm ra bên ngoài. Và dòng lời tiếp theo vẫn phục vụ bên dưới là 10.000 đồng để trúng 2 phần quà. Và trong buổi tối ngày hôm nay, bà con sẽ được nhận về một chiếc xe Wenfa hoàn toàn miễn phí ở cuối giờ. Kính mong chúng ta sẽ ở tới cuối giờ quý vị nha. Trả lời và dòng lời tiếp theo phục vụ của chú anh chị, tờ lá vé màu xanh lá có ký hiệu là 545 và 10.000 hai cái bàn lên nha. Rồi, và có chú anh chị nào mình chưa có tờ lá vé thì mình sẽ tính ra cho em mới đem đi vào cái sự để phục vụ của chú anh chị dòng lời này luôn. Số gì đây, số gì đây, bao nhiêu
lần và trăm năm. 545. Dạ nó dầm lại. 48. Dạ có một. 57. Có hai. 29. 29 có ba. Số 7. Dạ hợp lệ. Ta là vẽ này hoàn toàn hợp lệ quý vị. Và nếu như bà con mình đã tin tưởng, chúng em sẽ được trao tác phẩm. Bà con ơi, đêm nay một chiếc xe nha. Một chiếc xe, một chiếc xe. Nhanh chân đến với gánh hát ngàn qua chúng em.